Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Hằng nấu món gà chiên cho cả nhà. Gà chiên đây là gà của Hằng. Hằng lấy một cái dĩa Hằng ớt. Hằng cho một miếng tỏi sống. Một miếng nước. Một miếng xì dầu. Cho miếng bột ngọt và đường như cả nhà. Tí đường thôi. Sợ mình chiên nó khéo nó khác. Và một miếng tiêu. Ăn trộn đều. Đây Hằng đã ướp xong, Hằng đẩy qua một bên, Hằng lấy một cái bếp với một cái chảo, Hằng chiên như thế này. Dầu Hằng đã nóng rồi, Hằng đã vào như thả bắp Hằng chiên. Tiếp theo Hằng lấy củ cải đỏ, Hằng xắt hạt lộn như cả nhà. Hằng xắt hành để chung. Sau đó Hằng lấy một cái chảo bắt lên cháy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cánh gà chiên giòn. Rồi Hằng thả bếp xuống. Hằng dẹp bếp, Hằng dọn ra, mời cả nhà cùng ăn nha. Đây món cánh gà chiên của Hằng, siêu giòn siêu cay. Hằng có để củ cải đỏ đó nha cả nhà, và hành. Ngon quá cả nhà. Đây là cánh gà. Ăn cánh gà vừa cay vừa thơm nữa cái nhà, giòn và béo. Nên mình ăn với cơm nguội, ăn bóc với cả nhà rất là ngon luôn. Mình ăn củ cải đỏ lại thơm giòn nữa cả nhà. Ở nhà cùng cả nhà ăn với Hằng không? Cái đây là cái cánh gà nè, Hằng đút cho cả nhà ăn. Video của Hằng đến đây đã kết thúc, mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng nha. Bye bye cả nhà.